tỉnh Tuyên Quang hiện có trên 224.600 trẻ dưới 16 tuổi, trong đó có trên 3.100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Những năm qua, cấp ủy chính quyền các cấp, các đoàn thể địa phương luôn quan tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, dành nguồn lực chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn, mang đến cho trẻ em nghèo niềm vui, niềm tin vào cuộc sống, hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Đã lâu lắm rồi, trong ngôi nhà này mới nghe thấy tiếng cười trẻ thơ. Hai năm liên tiếp, 2019 và 2020, vợ chồng anh Vàng Xeo Trá, chị Sùng Thị Tứ, thôn Khuẩy Cần, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, đong đầy niềm vui và hạnh phúc khi mà hai con, một gái, một trai chào đời. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì nỗi lo ập đến. Cả hai chị em Sùng Thị Thu và Vàng Xeo Hằng sinh ra với trái tim yếu ớt. Sự sống của hai chị em như ngọn đèn trước gió. Thương con, vợ chồng chị Chứ đã phải bán đi vườn cây của gia đình và vay mượn thêm để có chi phí phẫu thuật hồi sinh trái tim cho bé Sùng Thị Thu. Cuộc sống với bao nhọc nhằn vất vả nên gia đình không thể lo được chi phí để phẫu thuật cho cậu con trai. Bé Vàng Xeo Hằng lớn lên cứ một ngày yếu dần trong niềm xót xa của bố mẹ. Thấu hiểu nỗi đau của gia đình, Trung tâm Công tác Xã hội và Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh đã đến thăm và hỗ trợ cho em 50 triệu đồng để thực hiện ca phẫu thuật. Dù số tiền chưa đủ cho cuộc phẫu thuật, nhưng đã giúp cho trái tim của hai chị em được đập đúng nhịp. Đi khám thì nó cũng bảo là cái đứa này cũng bị tinh vi sinh, nó cũng làm hết giấy tờ thủ tật hết, xong rồi bỏ đi mổ nhưng mà không có tiền. Vừa đi giả cái đứa chị là còn chưa sống, các cô cuối bà chị bảo là phải đi mổ, không đi mổ là lại không được, sau này nó không lớn lên. Thì em rất lo, thế là cũng quấy vào chợ cho chị em hỗ trợ 50 triệu cho em rồi thì em cũng quấy. Sau hơn 2 năm được phẫu thuật, ngôi nhà nhỏ nằm nép mình bên núi của gia đình chị Lý Thị Sành, thôn Khuẩy Cùng, xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình, dường như đã ấm áp hơn. Nhờ có quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Tuyên Quang mà chị đã thoát khỏi chuỗi ngày sống trong tuyệt vọng, lo âu về bệnh tật của con. Con gái của chị, cô bé Lý Thị Linh, sinh ra với một trái tim yếu ớt. Lấy tiền đâu để chữa bệnh cho con khi cuộc sống hàng ngày của gia đình còn muôn vàn khó khăn. Sự sống của cô bé người dân tộc Dao này như ngọn đèn trước gió. Và rồi niềm hy vọng đã đến khi tên của em có trong danh sách được ưu tiên phẫu thuật tim miễn phí. 170 triệu đồng là số tiền mà Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh đã hỗ trợ để thực hiện ca phẫu thuật, làm hồi sinh trái tim của cô bé Linh. Dù hôm nay em chưa được đến trường chơi đùa với các bạn cùng trang lứa do bị khuyết tật nghe nói, nhưng trái tim của em đã đập đúng nhịp. Em có thể làm được những điều mình yêu thích. Đó là bất ngờ lớn giữa đời thường, một điều kỳ diệu trong cuộc sống này. Khi mà đi đưa con đi khám ấy, thì bác sĩ chẩn đoán ra con bị bệnh tim, thì lúc đấy em rất là buồn. Buồn bởi vì nhà nghèo nữa, không đủ để số tiền mà đưa con đi chữa. Khi mà biết được con được hỗ trợ rồi thì em rất là mừng vì con đã được cứu sống rồi. 14 tuổi, cậu học sinh người dân tộc Tày Ma Văn Thương, thôn Nà Nghè, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, đã phải trải qua 5 lần phẫu thuật khá phức tạp.
sinh ra không lành lặn như bao đứa trẻ khác. Em không nhận được sự chăm sóc của bố mẹ đẻ, nhưng lại nhận được sự yêu thương, đùm bọc của bố mẹ nuôi. Gánh nặng của cuộc sống chồng chất nên gia đình không thể có tiền để đưa em đi phẫu thuật. Trong ngôi nhà chẳng có gì đáng giá ngoài những tấm giấy khen về thành tích học tập của Thương. Nỗi buồn và sự lo lắng cứ lớn dần lên, nhưng tất cả đều rơi vào bế tắc. Và rồi Trung tâm Công tác Xã hội và Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh chia sẻ, đồng hành cùng em trên hành trình tìm lại nụ cười. Cháu chỉ muốn là tập trung học thật rồi ạ. Nhưng bố mẹ mất khổ đi ạ. Hơn chục năm qua, chương trình khám sàng lọc miễn phí bệnh tim bẩm sinh cho các em nhỏ dưới 16 tuổi được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Bệnh viện Tim Hà Nội duy trì đều đặn hàng năm. Hàng nghìn trẻ em nghèo ở các huyện thành phố được khám, tư vấn, phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh. Nhiều em đã được chỉ định phẫu thuật, điều trị kịp thời. Đây là chương trình đặc biệt ý nghĩa, mở ra cơ hội cho nhiều em nhỏ không may mắn khi sinh ra đã mang căn bệnh này nhưng chưa được phát hiện, theo dõi, điều trị. Nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc trong tỉnh. Bởi có sự hỗ trợ của Quỹ Bảo trợ Trẻ Em các cấp, các nhà hảo tâm và của cộng đồng mà trái tim của nhiều em nhỏ đã đập đúng nhịp. Các em được đến trường học tập, vui chơi cùng các bạn, nuôi dưỡng ước mơ của mình. Chúng tôi là những bệnh viện về tuyến đầu, về chuyên ngành về tim mạch. Thì trách nhiệm của các bệnh viện đó là hai yếu tố. Một là phải giúp đỡ cho cùng cả các tuyến dưới, các bệnh viện vệ tinh, các tuyến dưới. Cái thứ hai là đây là chương trình có ý nghĩa thứ hai là kết hợp với các quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh. Đây là cái cơ hội để chúng tôi xuống tại địa phương, kết hợp cùng với bác sĩ tại địa phương để triển khai các chương trình này. Cái mặt tích cực của nó đó là gì? Đó là bản thân, ngoài cái công tác hỗ trợ từ chuyên môn, cái thứ hai là chúng tôi cùng với cả các bác sĩ trên này, chúng tôi khám sàng lọc để phát hiện sớm được các cháu có những các chỉ định mà có bệnh lý về tim mạch, cần phải can thiệp sớm, cần phải phẫu thuật sớm. Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, sự chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị khiến cho trẻ em thiếu cơ hội tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội, nhất là trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ khuyết tật, trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh, nhưng gia đình không có đủ điều kiện chi trả cho ca phẫu thuật. Bởi vậy, có những em đang phải sống trong nỗi đau đớn của trái tim lỗi nhịp. Đối mặt với khó khăn của cuộc sống, với thông điệp cho đi là còn mãi, các cấp các ngành, các địa phương và các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em. Trong những năm qua, cấp ủy chính quyền xã cũng đã vận động xã hội hóa để xây dựng cái quỹ bảo vệ chăm sóc trẻ em để có phần hỗ trợ cho các cháu, các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên rằng đối với một cái địa phương còn khó khăn như này thì cái việc mà vận động xã hội hóa trên địa bàn xã cũng còn hạn chế. Hiện nay cấp ủy chính quyền địa phương xã rất mong muốn là có sự vào cuộc của các cơ quan đơn vị, các nhà hảo tâm để chung tay giúp đỡ cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có một cái cuộc sống ngày càng tốt hơn. Rất nhiều việc làm cụ thể thiết thực đã góp phần mang lại niềm vui, nụ cười, trao cho các em một trái tim khỏe mạnh, mang đến cho các em một cuộc đời mới, một tương lai mới. Chỉ tính riêng năm 2023, tổng kinh phí vận động ủng hộ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh bằng hiện vật và thông qua các chương trình là 3,6 tỷ đồng. Trong đó vận động bằng tiền mặt trên 1 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp tổ chức khám sàng lọc cho 1.025 trẻ em trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ phẫu thuật cho 107 trẻ em với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng. Rất nhiều hoạt động hỗ trợ, tặng quà được duy trì với trên 1.300 suất quà, tổng trị giá trên 390 triệu đồng, 70 xe đạp, trên 830 hộp sữa với tổng trị giá trên 270 triệu đồng đã được trao cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các địa phương trong tỉnh.
Trung tâm Công tác Xã hội và Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh còn hỗ trợ 2 công trình nước sạch, thiết bị nước sạch tại huyện Lâm Bình, 2 công trình thư viện, thiết bị thư viện, sách trên địa bàn huyện Na Hàng, tặng hàng trăm chân ấm cho trẻ em nghèo và hỗ trợ thuốc bổ cho trẻ em huyện Lâm Bình với tổng trị giá gần 600 triệu đồng. Công tác chăm lo cho trẻ em đã luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành, cơ quan đơn vị cấp tỉnh và được Ủy ban Nhân dân cấp huyện, thành phố triển khai tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Qua đó, góp phần đảm bảo quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện. Tháng Hành động vì trẻ em năm 2024 được tổ chức đã nối dài thêm những tấm lòng nhân ái, có thêm nhiều nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, làm lan tỏa sự yêu thương, sự chia sẻ trong cộng đồng. Với chủ đề chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em. Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động, được triển khai trong toàn tỉnh nhằm thực hiện có hiệu quả hơn các chính sách, chương trình và vận động xã hội để giảm khoảng cách về cơ hội phát triển và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nước sạch và các dịch vụ phúc lợi xã hội của trẻ em ở các vùng miền, đặc biệt là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số. Chúng tôi cũng rất mong muốn rằng trong cái thời gian tới, các cấp, các ngành và toàn thể xã hội trong và ngoài tỉnh cũng dành hơn nhiều sự quan tâm hơn nữa đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Chúng tôi cũng rất mong muốn rằng chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa cái công tác này, hưởng ứng cái tháng hành động vì trẻ em và ủng hộ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em các cấp năm 2024 với cái chủ đề là hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em, tập trung vào cái việc là hỗ trợ cho trẻ em có được các cái môi trường, các cái điều kiện và đặc biệt là được hưởng các cái quyền của trẻ em. Sự quan tâm của cả cộng đồng đang tạo điều kiện cho các em được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản để hòa nhập cộng đồng, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Qua đó thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền cơ bản của trẻ em, đảm bảo để trẻ em được phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cho sự phát triển xã hội và hội nhập quốc tế.